Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, ông Viktor Krenin, ngày 12 tháng 11, khuyên cáo hành động của lực lượng quân sự Ba Lan gần biên giới Belarus không liên quan đến cuộc khủng hoảng di dân tại đây, cảnh cáo rằng lực lượng vũ trang Belarus sẵn sàng chống trả mạnh tay và kêu gọi Ba Lan chớ cao ngạo. Trong cùng ngày 12 tháng 11, lính nhảy dù của Belarus và Nga tập trận chung gần biên giới Ba Lan và Lithuania trong bối cảnh bế tắc giữa Belarus với EU về tình trạng di dân cắm trại trong những khu rừng băng giá tại biên giới. Cuộc tập trận ở Koshki có sự tham gia của các đơn vị không vận, thực hiện huấn luyện tác chiến, bao gồm chiếm giữ một đầu cầu và hủy diệt mục tiêu kẻ thù, theo Bộ Quốc phòng Belarus cho hay. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận là binh sĩ nhảy dù của họ tham gia cuộc tập trận. Cả hai nước nói binh sĩ sẽ trở về căn cứ khi cuộc tập trận kết thúc. Cuộc tập trận có các máy bay vận tải Ilyushin IL-76 của Nga và máy bay trực thăng của không lực Belarus. Liên hiệp châu Âu tố cáo Belarus tấn công phối hợp vào EU khi không vận hàng ngàn di dân, phần lớn từ Trung Đông, và thúc đẩy họ tìm cách vượt biên giới bất hợp pháp vào Ba Lan. EU đang chuẩn bị áp đặt thêm chế tài đối với Belarus. Các nước láng giềng của Belarus lo ngại cuộc khủng hoảng có thể leo thang thành đối đầu quân sự. Belarus là đồng minh thân cận của Nga. On the issue of Belarus and what is happening at the border with Poland, we are very concerned. Mỹ ngày 12 tháng 11 bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại biên giới Ba Lan-Belarus. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói, về vấn đề Belarus và những gì đang xảy ra tại biên giới với Ba Lan, chúng tôi hết sức quan ngại và đang theo dõi sát việc này. It is something that I discussed with President Macron.